Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng khá là hay ho trong Tuyết Ưng, giúp các bạn có thêm được những cái phần thưởng có giá trị để giúp chúng ta tăng lực chiến nha. Đó chính là cái tính năng pseudo. Nhiều bạn vẫn chưa hiểu tính năng pseudo có tác dụng gì và những phần thưởng khi tham gia vào cái tính năng này sẽ như thế nào, do đó các bạn vẫn còn ngại và chưa tham gia. Và điều này dẫn đến các bạn bỏ lỡ những cái phần thưởng như sau. Và mục đích video này sẽ giới thiệu các bạn những cái phần thưởng này. Rồi, đầu tiên mình muốn nói trước là để trở thành sư đồ, các bạn phải thỏa cái điều kiện, đó là chúng ta không phải là kết bái Kim Lan, các bạn cũng không phải là phu thê. Ở cái game này không có chơi cái trò Dương Quá Cô Long nha các bạn ơi. Ai mà muốn chơi Dương Quá Cô Long thì chắc sẽ bị trồng lòng heo chết đó. Thì nói chung là chỉ cần hai các bạn không có những cái tính năng có cái quan hệ này, các bạn sẽ trở thành được sư đồ nha. Và người sư phụ sẽ có được những cái đặc quyền riêng và người đệ tử cũng sẽ có được những cái đặc quyền riêng với những cái phần thưởng riêng dành cho cái người đệ tử. Bây giờ có lẽ là mình sẽ giới thiệu ở bên đệ tử trước những cái phần thưởng mà đệ tử sẽ nhận được khi tham gia vào tính năng sư đồ này cho các bạn cùng xem. Về việc làm sao để trở thành sư đồ thì cái này nó rất là đơn giản rồi. Khi các bạn lên cấp 60 thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ hướng dẫn các bạn kết bái sư đồ. Hoặc các bạn có thể vào cái giao diện này, chúng ta vào cái giao diện sư đồ, chúng ta sẽ có một những cái chỉ dẫn để các bạn tổ đội với nhau tiến hành kết bái và hành lễ sư đồ. Thì người đệ tử các bạn chỉ cần kích vào cái người các bạn muốn bái, các bạn kích vào, các bạn chọn đó là bái làm sư phụ. Ở đây thì do mình đã bái sư phụ rồi, nó không có hiện cái dòng này lên. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về những cái phần thưởng khi mà chúng ta tham gia vào cái sư đồ. Khi các bạn bái sư thành công rồi á, các bạn bái sư thành công thì mỗi tuần sư phụ sẽ giao cho các bạn một cái thời khóa biểu tuần với những cái nhiệm vụ như thế này. Nhiệm vụ thì tùy sư phụ muốn giao như thế nào thì sư phụ sẽ giao. Các bạn khi mà hoàn thành hết những cái này thì chúng ta sẽ được 100 điểm tín chỉ. Nó gọi là 100 điểm tín chỉ nha. Một tuần như vậy các bạn sẽ được 100 điểm tín chỉ. Khi các bạn đạt đủ 300 điểm tín chỉ thì các bạn sẽ được xuất sư. Và cứ mỗi mốc điểm tín chỉ các bạn sẽ có được những cái phần thưởng của sư đồ như thế này. Đây là bên đệ tử nha các bạn. Đầu tiên là cái rương của cái mốc tín chỉ 50 á, các bạn sẽ nhận được bạch tinh ngọc nhân 20 nè, ngự bí thuật nhân 5 cái ngự bí thuật. Rồi khi các bạn hoàn thành 100 tín chỉ, thật ra 100 tín chỉ này làm rất đơn giản các bạn ạ. Thì các bạn lại có thêm bạch tinh ngọc 30, gọi một viên đá quý hiếm nữa các bạn ạ, là viên đá màu tím. Đó, tuyệt vời không? Ngon cực kỳ. Các bạn nghĩ coi, cùng sư phụ vấn đáp hiểu nhau một lần nè, tặng cho sư phụ một sa bông hoặc là một hoa, thắng 3 lần đấu trường 33, cái này cũng rất là dễ thôi. Các bạn sẽ vào đánh với boss mà yên tâm đi. Kho báo ma tổ vào di tích lục đạo 2 lần là các bạn phải dùng cái tàn bản đồ cao này nha. Đây, cái loại tàn bản đồ này nè các bạn ạ. Đây, tàn bản đồ cao màu xanh dương này, không sử dụng cái màu xanh lá được nha. Đó là các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ, đó là kho báo ma tổ vào lục đạo thiên luân. Rồi lọt vào top 15 kiêu kỵ trên phong này cũng đơn giản thôi. Nhận 3 lần rương năng động 200 cực kỳ đơn giản. Các bạn có được 100 tín chỉ là chúng ta có một viên đá hiếm. Tuyệt vời. Khi các bạn sang tuần thứ hai, chúng ta sẽ lên đến 150 tín chỉ. Các bạn sẽ được bạch tinh ngọc x35, ngự bí thuật x8. Rồi, ở cái mốc 200 tín chỉ thì các bạn sẽ được bạch tinh ngọc nhân 40 viên đá không màu, 100 viên nha các bạn, cực kỳ thơm đó, tương ứng với khoảng 500 vàng nữa các bạn ơi. Cái đá không màu nè, bạch tinh ngọc thì 200 vàng đó. Rồi 250 tín chỉ thì lại nhân cái số lần này lên, đó là 245 cái bạch tinh ngọc, ngự bí thuật lại được 10 cái. Và cuối cùng 300 tín chỉ thì chúng ta sẽ được 50 cái bạch tinh ngọc và đá không màu, đó là 125 viên. Tuyệt vời chưa? Và không biết là sau khi xuất sư xong thì các bạn còn nhận được những cái phần thưởng gì nữa hay không? Thì mình chưa rõ nha. Cái này để mình sẽ tiếp tục trải nghiệm xem là sau khi đệ tử xuất sư xong thì sư phụ có giao nhiệm vụ tiếp được cho đệ tử hay không, và có nhận thêm những cái phần thưởng gì đó nữa hay không. Đó, các bạn cứ việc nhận sư phụ đi. Mỗi tuần các bạn có được một số đồ rất là có giá trị ở đây. Đó là về phần đệ tử rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về những cái phần thưởng của sư phụ để xem các bạn muốn làm Dương Quá hay là các bạn muốn làm Cô Long đây. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đến sư phụ nha các bạn. Rồi, mình đã quay về tới Cô Long đây rồi. Bây giờ xem Cô Long sẽ nhận được những phần thưởng gì khi đóng vai trò là sư phụ nha.
Sư phụ thì mỗi lần đệ tử đạt được một cái mốc tính chỉ, ví dụ như đệ tử đạt cái mốc 50 tính chỉ đi, thì sư phụ sẽ nhận được bùa chiêu tài 5 vạn. 5 vạn là tương ứng với 5.000 các bạn ạ. 50.000 chứ, đúng không? Đó, rồi điểm sư đồ nhân cho 30, quan trọng là cái điểm sư đồ nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ được 30 điểm sư đồ. Và cái điểm sư đồ này sẽ dùng để mua các vật phẩm trong cái đào tiệm đào lý. Tiệm lý đào chứ. Đây. Đây, các bạn sẽ thấy tiệm lý đào, cái vật phẩm mà có giá trị thấp nhất là cái quà có chút bản lĩnh ở đây. À, các bạn điều kiện để mua là điểm sư đồ đạt 1.000 điểm. Đó, thì các bạn sẽ mua. Các bạn sẽ dùng 500 điểm sư đồ để mua nha. Cái này chỉ cần 500 điểm sư đồ để mua thôi, nhưng mà phải đạt được 1.000 điểm sư đồ mới mua được. Và cái túi này nó sẽ có là đá kinh nghiệm 80 viên, bạch tinh ngọc 60 viên, đá cam 1 viên nha các bạn. Đó, ghê chưa? Nếu mà đệ tử các bạn ngoan ngoãn hoàn thành tốt trong 3 tuần, các bạn sẽ có được cái này. Rồi tiếp theo, những cái gói tiếp theo thì các bạn thấy cái gói 1.500 điểm sư đồ này á, thì các bạn sẽ nhận được cái danh hiệu hướng dẫn tận tinh, đá kinh nghiệm là 150 viên, bạch tinh ngọc 130 viên. Đó, thì cái này điều kiện các bạn đạt được 3.000 điểm sư đồ. Và chúng ta sẽ dùng 1.500 điểm để mua thôi, nó sẽ vẫn phần nửa cái số điểm sư đồ. Tiếp theo là quà thầy tốt bạn hiền. Hay, nghe cái tên cũng đã quá ha. Thì các bạn sẽ nhận được đó là đá kinh nghiệm 180 viên, bạch tinh ngọc. Đó, thì ở đây chủ yếu là các bạn sẽ nhận được đá kinh nghiệm và bạch ngọc. Rồi để xem còn cái gì nữa khác lạ hay không. Cũng là như vậy thôi các bạn ơi. Quan trọng là các bạn sẽ tích dần theo thời gian. Ở đây các bạn cũng có thể mua đá thiên lý truyền âm nữa nè. Và nói về các bạn thấy nãy giờ mình cũng giới thiệu mấy gói này, các bạn thấy cái số điểm nó cao quá, trong khi sư đồ mỗi lần có 30 điểm mà. Nhưng không, các bạn xem tiếp đây. Khi mà đệ tử các bạn đạt mốc 100 tính chỉ, các bạn lại được 70 điểm sư đồ. Bùa chiêu tài là 5 vạn nha. Rồi, đệ tử đạt mốc 150 điểm, các bạn sẽ nhận được điểm sư đồ là 100. Bùa chiêu tài cũng là 5 vạn. Tiếp theo là 200 điểm thì các bạn sẽ nhận được 200 điểm sư đồ. Mốc 250 thì các bạn sẽ nhận được 250 điểm sư đồ. Và cuối cùng đó là cái mốc 300 thì các bạn sẽ nhận được điểm sư đồ là 350. Như vậy khi một đệ tử các bạn xuất sư thành công là đạt đến cái rương mốc 300 này, các bạn sẽ nhận được tròn 1.000 điểm sư đồ. Tính lại cho các bạn xem, 30, 70 là chúng ta có được 100. Ở đây 100 nữa là 200. Ở đây 200 nữa là các bạn được 400. Ở đây là 250 thì các bạn 650. Như vậy rương 300 cuối cùng đó là 350 điểm, các bạn sẽ tròn được 1.000 điểm. Như vậy sau khi một đệ tử xuất sư thành công thì sư phụ sẽ được cái quà chúc bản lĩnh này. Các bạn sẽ được một viên đá cam đó, tuyệt vời đúng không? Rồi, để tiếp tục nhận thêm một đệ tử khác á, thì các bạn cần phải có điểm sư đồ hiện tại là 30 điểm. Rồi điểm sư đồ cần đạt. À, cái này điểm sư đồ hiện tại các bạn cần phải có 1.000 điểm sư đồ nha. Có nghĩa là các bạn đã cho một đệ tử xuất sư đó, thì các bạn mới tiếp tục thu nhận đệ tử thứ hai. Đó, tiếp tục như vậy đệ tử thứ ba thì các bạn cần phải có 5.000 điểm sư đồ. Như vậy cứ một đệ tử xuất sư thì sẽ nhận được một đệ tử khác. Còn đệ tử mình nghĩ chắc cũng là sẽ xuất sư xong thì sẽ tiếp tục được nhận sư phụ khác các bạn ạ. Đó, và lưu ý cho các bạn là đối với người sư phụ á, khi chúng ta đang nhận đệ tử thì các bạn không thể nhận được một người khác làm sư phụ của mình nha. Không có chơi cái trò ship chồng với nhau được các bạn ạ. Đâu đó rõ ràng. Đó. Thì các bạn thấy là mỗi tuần thì sư phụ sẽ giao nhiệm vụ. Giao gì các bạn giao? Nhiệm vụ đơn giản thì càng tốt. Thì sẽ giúp cho đệ tử các bạn hoàn thành sớm hơn. Như vậy cứ 3 tuần là các bạn có một đệ tử xuất sư. Thì nếu bạn nào chơi theo cái kiểu lâu dài, cài cuốc lâu dài mà các bạn muốn có được những cái phần thưởng có giá trị về sau á, thì các bạn nên làm sư phụ. Còn bạn nào mà muốn có đồ để ép trang bị đầu tiên thì các bạn nên làm đệ tử. Đệ tử thì các bạn sẽ có những cái bạch tinh ngọc nè, ngự bí thuật, rồi đá kinh nghiệm. Các bạn sẽ có sớm hơn là sư phụ. Sư phụ thì cần phải tích lũy một cái thời gian rất là dài, phải đợi đệ tử làm xong 300 cái tính chỉ thì các bạn mới có được cái đó. Còn cứ đệ tử các bạn xong cái nào các bạn lụm gạo cái đó liền.
Rồi, như vậy là mình đã vừa giới thiệu cho các bạn xong về tính năng pseudo trong game Tuyết Ưng. Hiện tại thì mình đang tạo một cái hạt nhỏ để mình cho nó làm điện tử của mình luôn các bạn ơi. Chắc là xong cái hạt này thì mình sẽ dụ anh em nào đó trong ban làm điện tử của mình. Đó, thì anh em cũng có lợi mà mình cũng có lợi đúng không nè. Đôi bên cùng có lợi. Nhưng các bạn phải xem là ai chịu khó chăm làm nhiệm vụ nha. Không có nghỉ ngang xương nha các bạn. Chơi mà các bạn lựa một người nào đó mà lỡ họ nghỉ ngang xương cái là tình thầy trò cắt đứt thôi, thì chúng ta đường ai nấy đi thì cũng rất là khổ sở cho mình các bạn ơi, phải chờ thời gian để hủy pseudo các kiểu thì sẽ rất là phiền phức. Rồi, mình sẽ dừng video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho mình xin một like nha, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Trong video kế tiếp thì mình chắc là sẽ giới thiệu về cái hệ thống Kim Lan này. Kim Lan thì cũng khá là hay các bạn, nó sẽ có những cái đặc quyền cực kỳ hay, sẽ có phó bản riêng để các bạn tham gia chúng ta kiếm thêm rất nhiều các tài nguyên nữa, tuyệt vời lắm. Thì cái này các bạn hãy đợi ở những video sau, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tính năng Kim Lan này. Rồi, xin chào các bạn ở những video sau nha.